Những ngày vừa qua, tại bãi biển Mỹ Khê thuộc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi liên tục ghi nhận nhiều trường hợp gặp nạn khi mà tắm biển. Ngày hôm qua tại đây đã chứng kiến cái chết thương tâm của ba em học sinh. Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê cho biết đến sáng nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai học sinh đuối nước. Còn nếu tính trong 3 ngày qua thì có đến 11 trường hợp đuối nước nhưng may mắn được cứu sống, trong đó chủ yếu là những học sinh lớp 10, lớp 11. Theo chính quyền địa phương, những ngày qua do tiết trời chuyển từ gió Bắc sang gió Đông Nam vào đầu năm đã gây sóng lớn, nhiều vòng xoáy tạo ra vực sâu nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều người du xuân tắm ở bãi biển Mỹ Khê đã bơi quá xa bờ nên khi rơi vào vòng xoáy này thì không trở tay kịp. Hiện chính quyền đã cho lắp đặt hệ thống biển báo, phao tiêu cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực dọc bãi tắm Mỹ Khê có vực sâu, tạm thời ngưng dịch vụ cho thuê phao tròn, áo phao nhằm tránh tình trạng là du khách chủ quan bơi ra xa bờ dễ nguy hiểm đến tính mạng.